tiên kính ngày hôm nay có ba chiếc kính mỹ mạ vàng cho các bác lựa chọn các bác nhá ba chiếc kính mỹ mạ vàng ngoài ra ngày hôm nay em có rất là nhiều những chiếc kính italia hàng cực kỳ đẹp luôn đấy có những chiếc gọng vuông bản to mà các bác đang chờ đợi và đặc biệt là có thêm những cái chiếc cực kỳ rẻ những cái chiếc mắt mắt xước này thì em để cái mức giá cực kỳ rẻ luôn Đấy, kính đổi màu, kính wave phaser cho các bác Ok, trước khi vào video thì phiền các bác ấn cho một nút like bên góc phải màn hình Để chúng ta cùng nhau vào video ngày hôm nay các bác nhé Các bác ưng ý chiếc nào thì nhớ là nhắn tin cho em trên cái số zalo bên góc phải màn hình Để chốt thật là sớm ngày hôm nay các bác nhé Ok, vào chiếc kính đầu tiên ngày hôm nay em lên cho các bác một cây mang mã số là 546 3 triệu 500 nghìn đồng 3 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé Và các bác có thể thấy ở đây này là một cây kính gọng vuông bản to một trong những cái dòng kính mới nhất, hiện đại nhất và được chuộng nhất của Italia thời điểm hiện tại. Trước tiên là nó còn nguyên cái hộp giấy. Hộp giấy nó đang còn sổ sách này, đang còn khăn lau. Đấy, hộp giấy nó còn sổ sách khăn lau này. Đấy, bao da này. Bao da đang còn nguyên này. 546 này và chiếc kính này. Chiếc kính này thì có cái độ mới gần như là 99%, rất là đẹp luôn. Mắt là mắt màu xanh. Đấy, mắt tròn mắt xanh này. Và đặc biệt là cái dòng gọng vuông bản to, và gọng đốt trúc như thế này em biết là các bác rất là thích. Đấy, cái dòng này thì rất là dễ đeo, rất là dễ đeo, rất là phối đồ. Đấy, độ mới đang còn rất là cao. Đấy, các bác nhìn này, gọng là gọng đốt trúc này, gọng là gọng vuông bản to đốt trúc. Đấy, chuôi là chuôi đồi mồi rùa vàng. Cực kỳ đẹp luôn cho một cây kính mắt tròn. Độ truyền tải cao, đấy màu mắt là màu mắt xanh giống cái dòng kính Mỹ, giống cái dòng kính cổ các bác nhé. Đây là một cây kính được sản xuất tại Italia là một trong những cái phiên bản mới nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất của Italia thời điểm hiện tại. Trên mắt của nó thì có chữ Ray-Ban được viết ở cái góc 11 giờ. Các bác mà xem thì các bác thấy rồi đây đúng không ạ? Ngoài ra thì ở cái góc 3 giờ nó sẽ có chữ RB. Chữ RB được triện chìm ở bên cái góc 3 giờ bên phải này các bác thấy không ạ? Ok, và chiếc kính này các bác nhìn thấy này. Rất là dày, khung gọng cực kỳ dày luôn khung gọng của nó cực kỳ dày luôn màu vàng rất là óng ánh đấy độ mới rất là cao cây này là một cái hàng siêu lướt mà em săn tại cửa hàng nhật đấy em săn tại cửa hàng nhật chữ rb này gọng và ve đang còn trong vắt các bác nhé ve đang còn trong vắt chiếc kính này thì gần như là rất ít được sử dụng rất ít được sử dụng nên là cái bộ bên ngoài bên trong của nó đang còn rất là đẹp các bác có thể thấy này em sẽ quay chi tiết cho các bác xem cái bộ gọng của nó này gọng vuông bản to. Đấy, nó thiết kế theo kiểu đốt trúc này. Chuôi đồi mồi, chuôi rùa vàng. Đấy, và bên trong của nó sẽ ghi rất là rõ đấy là ray Made in Italy, UKCA. Đấy, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đến các thị trường như là Nhật Bản và châu Âu các bác nhá. Đấy, chốt này. Rất là đẹp luôn, chốt mạ rất là đẹp luôn. Bên này thì nó cũng sẽ ghi những cái thông số cơ bản của một chiếc kính Ray-Ban Italian 3637 New Đấy, đây là một cái dòng rất là mới. 50 21 140 và đây là cái size 50 21 phù hợp cho tất cả các dạng mặt nó cũng là một trong những cái dòng kính quốc dân Ray-Ban 50 21 các bác nhá Ray-Ban 50 21 và form dáng của em nó là như thế này đây là form dáng của em nó các bác nhá rất đẹp luôn gọng rất to gọng cái dạng gọng vuông bản to này các bác không bao giờ lo gãy lo cong đấy rất là đẹp luôn các bác nào mà thích cái mẫu kính tròn thì đừng bỏ qua em này em phải nói thật với các bác là rất là lâu thì mới săn được một chiếc như thế này Đấy, khung gọng cực kỳ to cực kỳ chắc chắn luôn mắt màu xanh cực kỳ đẹp và cây này thì là cái size 50 21 thì nó là cái size quốc dân rồi các bác mặt vừa đeo rất là đẹp mặt vừa mặt hơi bé đeo rất là ok mặt hơi to một chút cũng không vấn đề gì các bác nhé đây thì em sẽ đo cho các bác xem là hai bên cái đầu gọng của nó là bao nhiêu cái dòng mắt mắt uh, cái dòng mắt tròn này thì nó sẽ cái đầu cái hai bên gọng này, nó không to đâu các bác nhé không to đâu đây nó chỉ là 13 cm các bác này đây 13 cm các bác nhé 13 cm cho chiếc kính này và cái này phù hợp cho các bác có khuôn mặt tầm vừa các bác mặt hơi bé đeo cũng rất là đẹp luôn đấy ok chưa các bác rất là đẹp luôn ông ánh độ mới 99 phần trăm cây mang mã số 546 3 triệu 500 nghìn đồng nguyên hộp giấy giấy tờ khăn lau này nguyên bao da này và nguyên kính về tay các bác với mức giá là 3 triệu 500 nghìn đồng Giao tận tay Giá này là giá ship bao tất cả các chi phí gửi đến tận nhà cho các bác luôn nhé 546 3 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé Đấy, có một chiếc kính đẹp như thế này thì các bác nhớ là phải chốt sớm các bác nhé Tiếp theo cây kính ngày hôm nay là 547 Một cây kính Mỹ mà em Tiến còn săn được nguyên hộp giấy này Nguyên hộp giấy này, nguyên bao ra 547 4 triệu 100 nghìn đồng nguyên hộp giấy này bao da này và mắt kính này. Một cây kính cũng rất là đẹp. Một cây kính cũng rất là đẹp. Đây, các bác có thể thấy này. Ray-Ban led đấy, BVL này, Ray-Ban này. Đấy, gôn độ là vàng. G15 là cái màu mắt G15. Và phía sau thì nó sẽ ghi những cái thông tin cơ bản của một chiếc kính, một chiếc hộp của Ray-Ban. Đấy, những cái chiếc hộp này thì uh, nó đều ghi là tiếng Anh hết các bác nhé Thì tiếng Anh hết. Ray-Ban BVL này. Thì chiếc hộp này thì em đang còn săn được nguyên này. Đây, chiếc kính này, đây là cái chiếc uh, hộp da. Bên trong cũng đang còn khá là đẹp. Ok. Và chiếc kính Mỹ ngày hôm nay mang mã số 547, mắt xanh, size 5814 mà em săn được cho các bác đây ạ. Một cây kính Mỹ, cây này thì em đánh giá là độ mới cũng đang rất là ổn. Rất là ổn. Đấy vàng mạ vàng, vàng óng ánh này cây này là được sản xuất từ những thập niên 1980 vàng óng ánh chui ve đang còn trong vắt này chui ve trong vắt luôn đấy chui ve có chữ bl các bác thấy đúng không ạ gọng này cây này cây này cũng là một trong những cái cây được bảo quản rất là tốt đấy hai bên thì các bác có thể thấy này ốc vít đang còn rất là sáng đấy bên trên khung gọng của nó sẽ có ghi chữ các bác nhé bên trên khung gọng của nó sẽ có ghi chữ này BVL Ray-Ban USA. Các bác thấy rõ không ạ? Đấy. Và ở dưới cái gọng cầu này thì nó cũng sẽ ghi. Dưới gọng cầu này nó cũng sẽ ghi. BVL Ray-Ban 5814 các bác nhá. BVL Ray-Ban 5814. Cây này thì uh, Mạng vàng rất là đẹp luôn, Mạng vàng ta rất là sáng. Đấy, màu mắt của nó là màu mắt xanh và mắt của nó được viết chữ Ray-Ban này ở hai bên góc 3 giờ và góc 9 giờ nó luôn luôn là có chữ BL. BL là chuyện ở hai bên góc 3 giờ và góc 9 giờ là kính mỹ các bác nhé. Đấy, kính em quay lên video như thế nào thì về tay các bác y hệt như thế luôn. Đang còn khá là ổn. Đấy, để em đi lấy cái khăn em lau bớt cái bụi đi cho các bác xem. Đấy, mắt cũng rất là rất là ổn. Nói chung là cây này thì nó không gọi là không mới được một phần trăm các bác ạ. Này, ở trên mắt nó có một cái 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 gì cái vạch li ti li ti bé tí này, nhưng mà nó gần nó không có thấy được và không có ảnh hưởng gì được các bác nhé. Cây này thì hiện tại em về tay cho các bác với mức giá là 5 triệu, 4 triệu là 100 000 đồng Mạ số là 547 Và cái cái dòng kính size 58 14 như này các bác ạ Thì thực sự là nó luôn luôn là mang cái dòng kính Mỹ thì nó bé hơn dòng kính Ý Thì nó sẽ rơi vào tầm 13.8, 13.9 Đấy, cây này là 13.9 cm các bác nhá. 13.9 cm cho cây kính Mỹ ngày hôm nay. Và các bác nào mà chốt sớm 547 4 triệu 100 000 đồng về tay, nguyên hộp giấy, nguyên bao da và nguyên kính, màu mắt xanh cực kỳ đẹp với mức giá là 4 triệu 100 000 đồng thì nhắn tin cho em thật là sớm nhá. 547 4 triệu 100 000 đồng Đấy. Cực kỳ đẹp luôn cho một chiếc kính Mỹ ngày hôm nay. Và chiếc kính tiếp theo ngày hôm nay em lên cho các bác là một chiếc kính đổi màu 548 548 Ok, một chiếc kính đổi màu 548 2 triệu 300 nghìn đồng Một chiếc kính đổi màu, chiếc kính này thì mắt đang còn rất là đẹp Đang còn sách này Đấy, cây kính đang còn mắt đang còn rất là đẹp Nhưng mà cây kính này thì thực chất chủ người ta đã sử dụng qua tầm 2-3 năm rồi Nhưng mà mắt đang còn rất là đẹp Và cam đoan với các bác là mắt chưa hề có cái vết xước sát nào cả Các bác có thể thấy này Trên cái đây thì nó có chữ Ray-Ban Đấy Còn ở bên góc 3 giờ thì nó có chữ RB này chữ RB này thì nó hơi khó thấy một chút Đấy, chữ RB đây các bác thấy không ạ Đấy Một cây hàng chính hãng 100% Và bên trên cái góc 10 góc 1 giờ Thì nó có chữ EVOV, Đấy là những cái dòng kính đổi màu Thì nó luôn có cái chữ đấy các bác nhé Và phong dáng của cái kính này là như thế này Em có thể nói với các bác là cây kính này thì mắt rất là đẹp Đấy mắt rất là đẹp nhưng nó có một cái vài điểm trừ như sau Thứ nhất là cái chui của nó Này các bác nào mà thích kính đổi màu đeo cây này Mua cây này cái mức giá cực kỳ rẻ luôn cái chuôi ve của nó ở đây nó hơi bị xỉn màu đi một chút này hơi bị xỉn đi một chút xíu thôi đấy và cây này thì người ta đeo người ta đeo hai ba năm rồi nên là cái chữ ở trong cái khung này chữ ở trong cái khung này nó bị mờ nó bị mất luôn rồi các bác ạ đây cái chữ ở trong cái khung này nó bị mất rồi <laughs> nó không phải là thực chất là nhiều người người ta đeo người ta ra mồ hôi muối nên là nó bị mất cái chữ trong đây cái chữ trong đây thì nó chỉ là cái chữ in lên thôi các bác ạ đấy Đấy, em bán hàng em nói rất là rõ, rất là chi tiết Và cái kính đổi màu này, cái mắt của nó thì chưa có vấn đề gì Đấy, độ truyền tải ánh sáng rất là tốt Một cây kính Ray-Ban Đấy, em về tay các bác với mức giá là 2 triệu 300 nghìn đồng Là một trong những cái mức giá tốt nhất cho một cái kính đổi màu Em tin là rất là nhiều cửa hàng bán Nhưng mà nếu mà hàng siêu lướt như thế này Hàng lướt như thế này Thì không có ai bán cái mức giá là 2 triệu ba cả Và em sẽ test cho các bác khi mà chiếu cái đèn tiêu UV vào mắt Thì nó sẽ đổi màu như thế nào các bác nhé những cái dòng này hay còn gọi là cái kính lái xe ban đêm đấy, kính đi đêm đấy, các bác có thể là đi đêm, Đấy, khi các bác đi đêm thì nó sẽ là mắt màu trắng còn khi mà các bác đi ra trời nắng ấy thì cái kính mắt này nó tự động chuyển sang một cái màu gọi là màu tối để bảo vệ mắt chúng ta khỏi cái tia UV những cái tia mà không có hại cho mắt của chúng ta à, không có lợi cho mắt của chúng ta đây thì bây giờ em chỉ chiếu vào đây tầm 15 giây thôi đấy thì các bác hoàn toàn có thể thấy này nó thay đổi gần như là hai màu khác biệt nhau luôn đấy một bên thì mắt màu tối một bên thì mắt màu sáng Đấy, khi các bác mà đi ra ngoài trời nắng thì nó sẽ chuyển sang cái màu sáng màu tối như thế này các bác nhé và khi các bác vào nhà thì nó lại chuyển sang màu sáng như thế này đấy các bác có thể thấy này hai màu khác nhau hoàn toàn luôn ok và chiếc kính này là cái size 58 14 thì độ dài của nó sẽ là 14 cm một cây kính size quốc dân phù hợp cho tất cả các dạng mặt bác nào ưng ý chốt sớm thì báo cho em tiến qua số điện thoại zalo em luôn để bên trên góc phải màn hình là mã vùng Nhật Bản cộng 817085586996 các bác nhé. Cây kính này là một cây kính đổi màu, một cây kính lái xe, một cây kính đi đêm, mang mã số là 548 2 triệu 300 000 đồng gửi về tận nhà giao tận tay cho các bác luôn. Một cây, cây kính đổi màu với mức giá quá là hời các bác ạ. 548 2 triệu 300 000 đồng các bác nhé. Ok, 2 triệu 3 cho một cây kính đổi màu quá là đẹp các bác ạ. Và đây, đây mới là cú sốc ngày hôm nay các bác này. Em tiếp tục lên mã số 549 cho các bác 800.000 đồng Em đố các bác tìm thấy ở đâu một cái kính 800.000 đồng Đấy hôm nay em lên cho các bác một cái kính 800.000 đồng các bác nhé Đấy những cái dòng kính như này, này em bán rất là rẻ luôn Một cái cây kính này hộp thì đang còn nguyên vẹn này Hộp thì đang còn nguyên vẹn này Đấy 100% chống tiêu V Là một cây hàng Italia 100% chống tiêu V Đấy đầu tiên là đầu tiên là nguyên hộp da các bác nhé Đấy đây là một cây kính Ray-Ban P Có mắt màu xanh Đấy cây kính này thì có một vài Còn nó có vết xước ở trên mắt Nó có vết xước ở trên mắt này đấy nó có vết xước ở trên mắt đấy nhìn bên ngoài thì nó nó sẽ bị có mấy cái vết xước vì những cái dòng kính mà nó trắng gương như thế này thì nó rất dễ bị xước mà chủ người ta đánh rơi nó bị xước này thì em để cho các bác với mức giá là 800.000 đồng đấy mà nguyên bao da luôn đấy nguyên kính luôn một cây ray ban pi một cây ray ban pi cái dòng ray ban pi này thì nó chống chói chống lóa cực kỳ tốt cây kính này thì em khuyên là bác nào mà hay chạy xe ngoài đường các bác mà chạy xe ôm này các bác mà chạy xe ô tô này mà bảo quản kính không tốt thì các bác lấy chiếc này cực kỳ đẹp luôn ray ban p đấy chống chói chống lóa rất phù hợp cho các bác lái xe và màu mắt là màu mắt trắng gương xanh cực kỳ đẹp cho các bác đi du lịch đấy các bác đi chơi màu mắt bên trong nhìn ra là màu mắt trà này màu mắt trà xanh này đấy các bác nhìn cái form dáng của em nó có đẹp không ạ mắt là mắt lai giữa hình vuông và hình chữ nhật độ truyền tải ánh sáng cũng khá là tốt đấy cái kính này là một cái kính dành cho các bác lái xe mà gọng ghiếc các thứ cũng đang còn rất là đẹp mỗi tội cái mắt của nó là là nó bị chủ đánh rơi nên là cái mắt của nó nó hơi bị xước à mà nói thật là nó bị xước chứ không phải là hơi nữa chui là chui đồi mồi đấy các bác có thể thấy này đây thì nó sẽ ghi rất là rõ ở trên cái gọng đấy là Ray Ban Made in Italy Polizio Polizio đấy kính phân cực thấu kính phân cực đấy những cái dòng kính phân cực thì phù hợp cho các bác lái xe đấy bên này thì nó sẽ ghi này bên này thì nó sẽ ghi cái thông số chi tiết này RB3543 Đấy 5916 các bác nhé 5916 là một cái size quốc dân Rất là dễ đeo, rất là dễ hợp mắt Đấy các bác nhìn này, bên ngoài nó có nhìn Các bác có thể là thấy nó bị xước đúng không Xước, đấy có thể các bác nhìn mà nhìn vào Nó hơi lóa các bác chả thấy đâu Nhưng mà các bác nhìn bên trong ra thì nó vô tư luôn Không hề có một cái vết xước nào cả Đấy có nghĩa là các bác mà lấy cái kính này ấy, Các bác đeo vô tư, không hề bị 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 ảnh hưởng đến cái tầm nhìn của chúng ta một tí tiểu teo nào các bác nhé Ok và cây kính này thì em sẽ đo xem là cái chiều ngang nó bao nhiêu cái size của nó là cái size 59 thì cũng là một cái cây size quốc dân rồi và bề ngang của nó là 14.2 cm cũng là một cây phù hợp cho tất cả các dạng mặt bác nào mà chốt sớm cây này thì báo cho em 549 về tay đến tận Việt Nam 800.000 đồng một cái mức giá cực kỳ rẻ một cái mức giá cực kỳ rẻ luôn các bác nhé không kênh nào bán rẻ hơn cây em ở thời điểm hiện tại với những cái chiếc kính săn tại Nhật bán trực tiếp từ Nhật về như thế này 549 800 000 đồng về tận tay Ok các bác ơi Tiếp theo ngày hôm nay là cây mạng mã số 550 Một cây kính Mỹ Một cây kính Mỹ mang mã số 550 3 triệu 400 000 đồng Tiếp tục là một dòng giọt lệ mắt xanh Và cây này thì nó không còn hộp mà hộp hộp ra Mà nó là một chiếc hộp riêng này Một chiếc hộp riêng này Đấy Đấy thì em để hộp ở đây nhé 550 3 triệu 400 000 đồng Cây kính này cũng là một cây size 5814. Đấy, phía bên trên mạ vàng đang còn rất là ông ánh này. Một cây kính cổ mạ vàng từ những thập niên 70. Đấy, giữa những thập niên 70. Trên mắt thì nó vẫn còn chữ Ray-Ban. Chữ có chữ Ray-Ban này, có chữ BL được khắc ở cái góc bên trái này. Và bên này thì cũng có chữ BL được khắc ở cái góc 3 giờ các bác nhá. Mắt của em nó là mắt màu xanh đen này. Đấy, size là size 5814, không gọng mạ vàng đang còn rất là đẹp này, rất là sáng này. Rất là đẹp, rất là sáng này đấy rất là đẹp rất là sáng này bên trên cái gọng cầu thì nó sẽ khắc cái chữ đấy là bvl ray ban usa bvl ray ban usa đấy mắt của nó là mắt màu xanh đấy cây này thì mắt của nó sẽ có một vài cái cái vết xước răm một vài cái chấm rất là bé đấy gần như là các bác nhìn sẽ không thấy được mà người ta nhìn vào mắt chúng ta sẽ không thấy được đấy nhưng em vẫn báo rất là chi tiết để cho các bác biết đấy nhưng mà cây này thì em bán về tay các bác với mức giá là 3 triệu tư một cái mức giá rất là rẻ luôn rất là rẻ luôn đấy khung gọng này khung gọng đang còn rất là đẹp chui ve đang còn rất là sáng các bác nhé ve viết là sáng cực kỳ luôn đấy form dáng của em này là như thế này một cây kính cổ mạ vàng từ những thập niên 1970 một cây kính mỹ phù hợp cho các bác có khuôn mặt tầm vừa đấy khuôn mặt tầm vừa khuôn mặt hơi bé đeo rất là ok luôn chui ve đang còn rất là sáng này chui các bác nhìn chui sáng này mạ vàng chưa hề có một cái vết nổ hay là cái vết lấm chấm nào luôn các bác nhé gọng chưa có vết nổ vết lấm chấm nào luôn đấy form dáng các bác bên nhìn bên trên này cực kỳ sắc nét cực kỳ vàng luôn mạ vàng đấy ok các bác nhìn có ok không ạ và những cái dòng kính như thế này thì em em bảo với các bác rồi nó sẽ rơi vào tầm 13.8 đến 13.9 cm đấy phù hợp cho các bác mặt vừa đấy mặt hơi bé một tí đi cũng rất là vô tư Đấy 13.8 cm cho chiếc kính size 58 14 này các bác nhé Những cái dòng kính Mỹ thì nó luôn bé hơn những cái dòng kính Italia một tí. Và đây là một cây kính Mỹ mạ vàng rất là đẹp luôn. Đấy. Bên dưới cái gọng cầu này, bên dưới cái gọng cầu nó cũng ghi này các bác này. B và Ray-Ban. Ray-Ban 58 14 này, B và Ray-Ban 58 14 này. Hơi khó nhìn một tí các bác nhé Ok và cây kính Mỹ ngày hôm nay mang mã số là 550 3 triệu 400 nghìn đồng Bác nào ưng ý chốt em gửi về Việt Nam thật là sớm cho các bác luôn 550 3 triệu 400 nghìn đồng cho chiếc kính Mỹ Chiếc kính Mỹ cổ mạ vàng ngày hôm nay các bác nhé 550 3 triệu 400 nghìn đồng Đấy. Ok uh, Tiếp theo và em lên những chiếc kính tiếp theo cho các bác nhé Cây kính tiếp theo em lên cho các bác ngày hôm nay mang mã số là 551. Đấy, một cây kính Olympian. Đấy, một cây kính Olympian. Ray-Ban. 100% chống tiêu vê những cái tia có hại cho mắt của chúng ta các bác nhé Và một cây hàng ý Một cây hàng ý bao da rất là đẹp này Bao da rất là đẹp này Ok, một cây Olympian Đấy, vòng cung Và đây là một cái dòng ôm mắt cho các bác lái xe Các bác hay đi uh, du lịch đấy có một cái cây kính ôm mắt rất là đẹp luôn mắt của nó là mắt rando mắt là mắt là mắt phong quả trứng này mắt là mắt phong quả trứng này chữ ray ban thì được viết trên này chắc chắn là mắt kính xịn rồi và góc 3 giờ thì nó được triện chữ rb ở bên cái góc 3 giờ đấy khung gọng của nó đều là một màu vàng rất là đẹp các bác nhé và đây là một cây kính hàng siêu lướt mà em săn tại tokyo nhật bản cho các bác đấy khung gọng các bác nhìn này khung gọng các bác nhìn này đấy, đang còn rất là vàng rất là đẹp đúng không ạ rất là vàng rất là đẹp luôn và gọng chuôi của nó đây chuôi gọng tất cả mọi thứ đây gọng là gọng mái chèo này gọng mái chèo rất là đẹp này gọng mái chèo rất là trong này đấy và bên trong cái gọng thì nó sẽ ghi đấy là reben made in Italy gọng của nó là gọng vuông bản to những cái dòng này thì nó ôm mặt thứ nhất là ôm mặt này cái thứ hai là cái dòng kính Olympia này nó chống mối muối rất là tốt nên các bác lái xe các bác đi chơi các bác thể dục thể thao Đấy các bác đi bộ chạy bộ câu cá mà đeo cái dòng này thì rất là tốt các bác nhé Đeo dòng này thì rất là tốt Bên này thì nó sẽ ghi Đấy là RB3119 Đấy 6200 này Ok cho các bác một cây kính mắt xanh Và đây là một cây kính form Olympian Một trong những cái dòng kính được ưa chuộng nhất của Italia thời điểm hiện tại mắt là mắt vòng cung và dòng này thì nó ôm mặt các bác rất là tốt và những cái dòng kính ôm mặt như thế này thì các bác đeo các bác hoạt động mạnh các bác chạy hoặc là các bác đi bộ này các bác lái xe này các bác uh, câu cá này các bác chơi gôn này các thứ thì các bác đeo cái dòng này thứ nhất là nó ôm mặt các bác thứ hai là nó rất là khó bị rơi đấy rất là khó bị rơi vì là chui của nó là chui máy trèo nó rất là ôm mặt ôm vào trong cái hai bên thái dương các bác nhé và cây kính này là một cây kính có cái độ mới em đánh giá là 99% mắt là mắt màu xanh đen này Mắt là mắt màu xanh đen này Và cây này thì cái bề ngang của nó sẽ là bao nhiêu đây ạ Bề ngang của cây này của nó sẽ là 14cm Đấy, phù hợp cho tất cả các dạng mặt Và bác nào ưng ý chốt cây này Thì báo em thật là sớm các bác nhé Cây này mang mã số là 551 2 triệu 700 nghìn đồng về tay Có nghĩa là 2 triệu 7 này là về tay Giao tận nhà cho các bác luôn Nên các bác an tâm khi mua hàng kênh của em các bác nhé Hiện tại thì ngoài kênh kính thì em Tiến còn một kênh nữa đấy là kênh Tiến Sky Japan đồng hồ Nhật Bản nên các bác nhớ là nếu mà xem kênh kính xong thì các bác sang kênh đồng hồ để các bác xem uh, những cái chiếc đồng hồ Nhật Bản những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mà em Tiến mua gửi về Việt Nam các bác nhé Ok mã tiếp theo là 552 2 triệu 600 000 đồng một cây kính cổ điển với khăn lau và hộp da đấy 100 chống tiêu về những cái tia không có lợi cho cái mắt của con người chúng ta 100% chống tiêu UV hàng Italia sản xuất tại Italia các bác nhé một cây kính cổ điển với cái form dáng cực kỳ đẹp của cái dòng kính Italia những cái dòng này thì nó không phải là những cái dòng mạ vàng như những cái dòng kính uh, kính cổ kính Mỹ nhưng ngược lại những cái dòng này thì cái độ mới mà em săn được nó rất là cao chiếc này thì độ mới cũng đang còn rất là ổn các bác nhé rất là ổn đây ray -ben Made in Italy được khắc ở trên gọng này ốc vít đang còn khá là ok rất là đẹp này Mắt của nó cũng chưa hề có một cái vết xước sát nào cả Đấy Chữ RB thì được khác ở góc 3 giờ đây rồi Đấy, không gọng này về chui này Em quay lên video như thế nào Thì em về tay cho các bác y hệt như thế Nên các bác an tâm các bác nhé Các bác an tâm là lên video như thế nào thì về tay y hệt như thế Đấy Ok cho các bác Và cái bên trong gọng thì nó sẽ ghi Đấy Reben made in Italy này Reben made in Italy và cái gọng bên này thì nó cũng sẽ ghi rb3025 chắc chắn luôn rb3025 aviator meta 5814 và những cái dòng 5814 thì các bác biết rồi nó là size quốc dân và nó phù hợp cho tất cả các dạng mặt trừ mặt to quá đây màu mắt của nó là màu mắt xanh các bác nhìn những cái màu mắt xanh như thế này thứ nhất là nó rất là dịu mắt trong mùa hè cái thứ hai là cái độ truyền tải ánh sáng nó cao các bác có thể nhìn thấy những cái chữ trước mắt rất là rõ vì vậy các bác đeo lái xe các bác đeo đi chơi Đấy phù hợp cho các bác đi chơi đi du lịch Đeo những chiếc kính mắt xanh này rất là đẹp luôn Rất là ngầu Và cái kính size 5814 này thì cái độ dài của nó auto Dòng kính ý thì auto nó là 14cm rồi Nên các bác an tâm 14cm cho cái chiếc kính này các bác nhé Và chiếc kính này bác nào chốt Em gửi về Việt Nam sớm cho các bác luôn 552 2 triệu 600 nghìn đồng Gửi về tận tay giao tận nhà Với mức giá 2 triệu 6 Một mức giá rất là ok các bác nhé Bác nào ok chốt cho em cây này 552 2 triệu 600 nghìn đồng Đấy video ngày hôm nay thì thực ra là em quay cũng khá là nhanh so với bình thường Nên là các bác xem các bác chú ý Đấy ưng chiếc nào là phải báo cho em luôn Và chiếc kính tiếp theo ngày hôm nay Lại một chiếc kính Mỹ mang mã số là 553 3 triệu 800 nghìn đồng Một cái hộp da này đang còn nguyên vẹn nguyên bản Sản xuất từ những cái thập niên 70-80 Và chữ B và L Ray-Ban Đấy được khắc được viết ở bên này Đấy Bên trong Đấy, Ok, và chiếc kính này là một chiếc kính từ sản xuất từ những thập niên 70 80. Đấy, mắt của nó sẽ không có chữ Ray-Ban các bác nhá. Mắt cái chữ Ray-Ban này không có này và chữ BL. Chữ, chữ BL thì đã có khắc chữ BL ở đây nên các bác an tâm. Hàng chuẩn chỉnh 100%. Đấy, những cái thập niên cũ thì nó sẽ không khác cái chữ BL à không khác cái chữ Ray-Ban ở đây. Cái dòng kính này nó không viết chữ Ray-Ban mà nó có chữ BL này. Bên góc 3 giờ thì nó cũng chuyện chữ BL ở đây. À, những cái dòng kính cổ các bác muốn check xem là cái mắt nó còn zin hay không thì các bác cứ check là chữ BL hai bên, có chữ BL hai bên thì nó là là nó là mắt zin các bác nhé Nó là mắt zin luôn. Đấy. Và dòng kính này thì ở bên trên nó sẽ ghi rất là rõ. Đấy. Ok, những cái dòng kính mạ vàng, kính cổ mạ vàng như thế này các bác nhìn thấy thấy nó ghi này. BL Ray-Ban. BL Ray-Ban USA này. BL Ray-Ban USA đúng không? Đấy. Và ở trên cái gọng cầu bên dưới gọng cầu này thì là B Ray Ban 5814 các bác nhá. B và L Ray Ban 5814. Cây kính này là một cây kính có cái màu mắt cực kỳ cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Mắt của nó là mắt màu xanh nhẹ này. Mắt màu xanh nhẹ này. Đấy, các bác xem này. Mắt xanh nhẹ rất là đẹp luôn. Ok, cây kính này thì em cho các bác xem này. Đấy, quay cho các bác xem mạ vàng nó còn rất là sáng nhé mạ vàng rất là sáng này ok bác nào ưng ý chốt chiếc này thì báo cho em nhé một chiếc kính mạ vàng đấy một chiếc kính cổ của mỹ mang mã số là 553 trăm năm triệu tám cái dòng này thì cái độ bề ngang của nó cũng rơi vào tầm 13.8 đến 14 bốn thôi đây em nói có sai đâu các bác xem này cây này bề ngang của nó là 13.8 gần 13.9 các bác nhá. 13.8 gần 13.9 cho cái chiếc kính này. Và chiếc kính cổ mạ vàng của Mỹ này thì em về tay các bác với mức giá là 3 triệu 800 000 đồng Bác nào ưng ý chốt thì báo cho em. Em gửi về Việt Nam cho các bác nhé Một chiếc kính Mỹ rất là đẹp, màu mắt rất là sáng. Đấy, 3 triệu 800 000 đồng về tận tay, giao tận nhà cho các bác luôn. Ok, và chiếc kính cuối cùng ngày hôm nay mà em lên phiên cho các bác là một chiếc kính là một chiếc kính quay phaser năm một cái mã số rất là đẹp và mang cái giá trị cũng là 2 triệu 500 nghìn đồng luôn và cây kính này thì nó còn hộp giấy tờ này và còn khăn lau nên các bạn an tâm một chiếc kính cực kỳ đẹp luôn các bác nhé Italia 100% chống tiêu V à, có rất là nhiều bác hay bảo em là cũng thích mua những cái dòng quay phaser nhưng cái mắt màu đen như đấy, những cái bác nào mà là thầy giáo này uh, thầy giáo hoặc là về gọi là làm về những cái ngành trong nhà nước thì nếu mà đi làm mà đeo cái kính dâm thì kính màu đen thì nó rất là buồn cười thì các bác thích đeo Ray-Ban đấy thứ nhất đeo Ray-Ban nó bảo bảo vệ mắt thứ hai là nó rất là nhẹ đấy thì cái dòng Wayfarer mắt trắng này nó là một cái sự gọi là tuyệt vời đáp ứng tuyệt vời cái nhu cầu đấy của các bác luôn và bác nào ưng ý chiếc này thì báo cho em thì em gửi về Việt Nam cho các bác chữ Ray Ban thì nó được khắc ở trên được viết ở trên góc 11 giờ chữ RB thì tất nhiên được khắc ở góc 3 giờ rồi các bác cũng không lạ gì cái trò này rồi đúng không ạ kính Italia thì lúc nào nó cũng thế rồi và cái gọng khung của nó này đều là màu đen hết gọng khung đều là màu đen hết này bên dưới này cái kính này thì độ mới cũng đang còn khá là ổn và mắt cũng chưa hề có vết xước sát đấy hộp hộp hiếc này Đấy giấy tờ khăn lau đang còn nguyên Chữ ray ban thì được in nổi ở hai bên cái đầu gọng Và form dáng của em nó là cái form dáng như thế này Form dáng rất là đẹp, rất là trẻ trung Rất là đẹp, rất là trẻ trung luôn Rất là đẹp, rất là trẻ trung Đây, các bác xem này Gọng là gọng đen này Gọng đen này Mắt này, cực kỳ đẹp luôn Form dáng này form dáng cực kỳ đẹp, cực kỳ trẻ trung và trí thức các bác ạ. Cực kỳ trẻ trung và trí thức. Và cái kính này thì bên gọng nó sẽ ghi đấy là Wayfazer Handmade in Italia B. Đấy, hàng chuẩn chỉnh từ Italia các bác nhé. Và ở bên gọng bên này thì nó sẽ ghi những cái thông số chi tiết về chiếc kính. RB32140F601525222. 150 và những cái dòng kính như thế này thì nó phù hợp cho các bác có khuôn mặt tầm vừa khuôn mặt tầm vừa hoặc khuôn mặt tầm to thì đeo rất là đẹp luôn đấy vì những cái size 52 này thì nó là dành dành cho các bác mặt tầm vừa rồi và cái bề ngang của nó các bác có thể thấy này bề ngang của em nó này 14.3 cm các bác nhé 14.3 cm cho chiếc kính này phù hợp cho các bác mặt vừa và mặt hơi to ok 555 mã số 555 trị giá 2 triệu 500 nghìn đồng về tay bác nào thì bác chốt sớm và báo cho em nhé đặc biệt là cây này dành cho những bác làm trong công sở nhà nước và hoặc là những bác mà thích sự nhẹ nhàng thích sự mẹ mới mẻ thích sự trẻ trung thì lấy chiếc này là một chiếc kính cực kỳ đẹp luôn 555 2 triệu 500 nghìn đồng về tay ok và như vậy là cái phiên kính ngày hôm nay em cũng đã kết thúc tại đây rồi Em luôn nhắc các bác là hiện tại em còn một kênh nữa đấy là kênh tiếng Sky Japan, đồng hồ Nhật Bản bác nào mà có nhu cầu mua đồng hồ này, bác nào mà có nhu cầu mua những chiếc đồng hồ nhật bản, những chiếc đồng hồ longines thì các bác cứ alo liên hệ với em, em sẽ mua và gửi về Việt Nam cho các bác nhé. thì uh, mỗi khi mà các bác xem video của em xong thì các bác đừng quên là ấn cho một nút like bên góc phải màn hình và ấn nút đăng ký kênh để mỗi khi em ra video thì các bác sẽ là những người xem sớm nhất đấy để chốt những chiếc kính đẹp nhất và em sẽ gửi về Việt Nam cho các bác. ok, video ngày hôm nay thì em xin phép được kết thúc tại đây các bác nhé. và các bác ưng ý chiếc nào thì các bác nhớ là nhắn tin số điện thoại zalo trên này này, hoặc cái mã QR bên dưới đây. Các bác liên hệ qua Zalo cho em, em sẽ trả lời các bác ngay lập tức. Ok và xin chào, hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau.